Eo ơi, chê cái món này nha. Lẩu nấm Giáng sinh gì mà vừa đẹp, vừa ngon, xong lại còn dễ nấu thế này. Bảo sao chưa đến Noel mà mặt mũi tròn xoe như người tuyết. Mới học được cách tạo hình lẩu Giáng sinh của một chị đẹp. Viện nhà lại có công thức lẩu nấm ngọt lịm kiểu Hàn Quốc. Các bạn cứ làm theo mình, kiểu gì cả 10 người yêu cũng khen tấm tắc. Để nấu nước lẩu nấm lung linh ngọt lừ, cứ phải đặt bếp lên nồi đã. Xong cho hết củ cải, cá cơm, hành tây, tảo bẹ, nấm hương và gia vị nêm vào. Thêm nước lọc và đun cho thật sôi lên. Tương truyền, nấu nước lẩu ở lửa nhỏ trong 10 phút thì tảo bẹ sẽ tiết ra chất ngọt và độ sánh nhẹ rất nịnh miệng. Tới đây chỉ cần vớt hết phần tảo ra, rồi tiếp tục ninh nước nấm rau củ thêm 20 phút là xong. Trong lúc đó thì ướp thịt bò siêu ngon tròn vị nhé. Chọn phần diềm thăn cho thịt đỡ khô. Ôi ướp kiểu này thịt bò thấm vị nó thơm, khi nấu vừa mềm lại xen lẫn phần gân dẻo dẻo ngon dã cả man.